mời mọi người dạo một vòng đường Ngô Quyền của thành phố Bình Chánh, Kiên Giang vào buổi tối nha. Mời mọi người theo dõi. Ở đây đây là đầu cầu của đường Ngô Quyền. Bên phải là sang đường Cô Bắc Cô Giang, còn đi thẳng theo là đường Ngô Quyền mà chúng ta đang đi á. Đây, ở phía bên tay phải là đường Cô Bắc Cô Giang, ngay đèn đỏ. Đây là quang cảnh xung quanh hai bên đường của đường Ngô Quyền. Hiện giờ rất là tấp nập xe cộ vì đây là cái tuyến đường chính để mà các loại xe lớn lưu thông, còn đường Nguyễn Trung Trực và đường 3 tháng 2 ở phía trên đó, thì xe lớn không có được lưu thông nữa, nên hiện giờ đường Ngô Quyền là tuyến đường chính để mà các xe vận tải cũng đi ngang cái đường này luôn. Ở phía bên tay trái chúng ta là chợ Vĩnh Bảo mới, nhưng mà hiện cái chợ này thì các tiểu thương rất là ít, do đó tập trung về cái chợ Bắc Sơn là chủ yếu. Chợ hiện giờ rất phải nói là ế rồi. Phía trước mà mọi người đang nhìn thấy đó là cầu Sư Thiện An. Cầu Sư Thiện An thì mới khánh thành năm 2017 thôi. Thì cầu này nối liền giữa phường Vĩnh Hiệp với ở phường Vĩnh Bảo của thành phố Rạch Giá. Đây là cầu Sư Thiện An. Ở phía bên tay phải với chúng ta một chút nữa, mọi người nhìn thấy đó là cái ngã quẻ mà đường qua đường Chi Lăng. Bữa nay giờ này thì các xe tải thì cũng ít có hoạt động, chúng ta sẽ thấy ít có thấy xe tải, chỉ có thấy xe con, ô tô bốn bánh là chủ yếu thôi. Phía trước của chúng ta đó là ngã ba và đường Nguyễn An Ninh đó các bạn. Đây là đường Nguyễn An Ninh nè. Bên phải của chúng ta là chợ Bắc Sơn, đây là một cái chợ rất là nhộn nhịp của thành phố Rạch Giá hiện giờ.
khu dân cư này người ta buôn bán thì ở đây gọi là cái thị trường bất động sản sôi động nhất rồi. Ở đây là đường vô bệnh viện y học cổ truyền, còn gọi là đường Đống Đa, vô đài truyền hình đó mọi người. Yeah.
Nguyễn Văn Cừ nè, nối liền đường Nguyễn Văn Cừ đến đây là cầu Nguyễn Văn Cừ nối liền đường Nguyễn Văn Cừ với phường Vĩnh Hiệp của thành phố Rạch Giá. Chúng ta đi một chút nữa là sẽ tới chợ Tắc Cán của thành phố Rạch Giá. Đây là con đường đã mới làm lại, trước đây thì đường này chủ yếu là rất là nhiều ổ gà, và mới làm lại đây cách đây khoảng 3 tháng thôi. Khu mà chúng ta đi sắp tới là khu chợ Tắc Cán. Chợ Tắc Cán thì trước đây là sẽ có nhiều cái cào bè, những cái cào mà để mà cho vịt, những người chăn nuôi vịt đó, chăn nuôi vịt đó thì lại đây để mà mua các loại cá phân, các loại nhau châu và hến để mà cho vịt ăn. Nhưng mà hiện giờ thì cái khu này hiện giờ thì cũng không có còn có nhau câu hay hến hay là cá nữa. Bây giờ khu Tắc Cán đã không còn nuôi vịt hay là các hoạt động về buôn bán ở trên sông là hiện giờ đã chấm dứt rồi, không có còn tồn tại nữa, mà chỉ còn các hoạt động trên bờ là buôn bán ở trên bờ thôi. Rồi mình review tới đây thôi, tại vì hiện giờ cái đường ở phía trước nó dằn quá, xa đó mà mọi người nhìn thấy đó là chợ Tắc Cán rồi đó. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo về miền Tây, và trước tiên là các tỉnh và tỉnh Kiên Giang của mình cái đã. Rồi cảm ơn mọi người.